Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là hoạt động thường niên quan trọng của chương trình Thương hiệu Quốc gia, được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 với chủ đề Nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa, thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia quốc tế hàng đầu về thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu, đặc biệt là sự tham dự trực tuyến của hàng nghìn chủ doanh nghiệp kiều bào. Tại diễn đàn, các nội dung như thương hiệu quốc gia trong mối tương quan với thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thương hiệu quốc gia thành công, định vị và nâng tầm thương hiệu Việt trong xu thế hội nhập được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Các hoạt động của tuần lễ thương hiệu quốc gia được tổ chức là cơ hội để các doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu một cách chuyên nghiệp. Bộ Công Thương, cơ quan chủ trì các hoạt động của chương trình thương hiệu quốc gia mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam thấy được giá trị thương hiệu quốc gia trong mối tương quan với thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến việc quảng bá hàng hóa và thương hiệu Việt thông qua mạng lưới các trung tâm thương mại do người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ sở hữu để nâng cao cạnh tranh trên thị trường quốc tế.